Rồi em xin chào quý anh chị luôn nha. Rồi thì giờ này em quay cái gì cho quý vị mình xem cái tại dây số mà ngày mai mình bón ngày mùng 1 Tết nha anh chị. Đó Quảng Ngãi nè. Rồi em quay cái đoạn này nè. Ngày mai em tư cũng nhiều số đó, 400 máy tờ đó. Quảng Ngãi ngày 10 tháng 2 2024 đó, thứ bảy nha. Ngày mai thứ bảy đó. 10 tháng 2. Rồi 06 đầu tiên 15 33 20 24 61 57 42 07 cái quả 70 chứ 89 98 03 12 30 21 đó, hồi nãy là 70 đây 07 này 07 54 49 86 77 85 và 95 đó. 30 89 98 03 12 30 21 42 57 61 06 15 33 20 24 đó. Rồi giờ qua bên này 53 67 76 43 16 25 Quảng Ngãi hết nha anh chị. 58 62 70 71 02 94 85 xuống như này 86 74 83 92 00 12 99 80 51 46 37 28 49 68 77 95 30 21 33 03 48 39 sau làm 19 11 đó. Rồi 11 nè, 19 nè, sau làm nè, 48 39 5 9 làm 30 21 33 0 3 51 46 37 28 49 68 77 86 74 83 92 00 12 99 80 58 62 70 71 02 94 85 53 67 76 43 16 25. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã xem video của em. Cho anh chị ở khu vực này hay mua vé số thì ghé em mua một tờ để cầu may cầu lộc đầu năm như quý vị anh chị. Đó. Cây xăng đậu 12 thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cây xăng dầu Tịnh Đông, Vinom Tân Tịnh ngay đây. Đó, kế trên đường và nhân đường qua đường Cao Thú Bác. Đó, trên trục quốc lộ 24B. Đó. Rồi, anh chị nào mua vé số ghé em nha. Rồi, số điện thoại đây. Rồi, Zalo số điện thoại 0968634712. Rồi, nấu đâu? Rồi, chào cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều. Chúc cho anh chị ngày mai đầu năm năm mới phát lộc phát tài, gia đình hạnh phúc. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.